vẫn muốn là thành viên của Thất Diệu Hà và không muốn từ bỏ vị trí đó. Nhưng ta lại căm ghét bọn thánh phụ thế giới, nên dĩ nhiên là ta sẽ không nghe theo. Vậy nếu kịch bản như vậy thì sao? Bọn hải quân vô dụng thế Amazon Lily đó ta thì gặp phải tai nạn bí ẩn trên biển, tất cả đều biến thành tượng đá, vĩnh viễn không quay lại.